Hoài Linh giật mình tỉnh giấc, tôi không biết vì sao mình nổi tiếng. Nam danh hài Hoài Linh đã chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của mình, cũng như những kế hoạch trong năm mới 2017. Theo thông tin, danh hài Hoài Linh nhập viện, nhiều khán giả vô cùng lo lắng cho anh. Tuy nhiên, ngay khi hồi phục sức khỏe, Hoài Linh đã tất bật chạy show trở lại trong tâm thế vui vẻ, thoải mái. Anh trấn an khán giả yêu mến mình khi thông báo về tình trạng sức khỏe hiện tại. Tôi khỏe hơn rồi, tôi chỉ bị sốt siêu vi do nhiễm lạnh. Do tôi tưới cây ở đền rồi ướt quần áo, lên xe ngồi máy lạnh mà không để ý nên bị bệnh. Trước tiên tôi phải cảm ơn khán giả, truyền thông, công chúng quan tâm. Tôi là người của công chúng nên được mọi người chú ý hơn. Con người ai chẳng bệnh, người bình thường cũng bệnh suốt đó thôi, nghệ sĩ cũng phải cho bệnh chứ. Tôi bị nhẹ thôi, chỉ là khổ nổi bệnh ngay đúng đợt. Tôi đang phải chạy cho live show, mà nằm viện thì 3-4 ngày. Trong những năm qua, đệ nhất danh hài của Việt Nam đã cày ngày cày đêm, gần như bán sức khỏe để kiếm tiền trên tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, để dùng tiền của xây dựng nhà thờ tổ, tâm huyết cả đời của mình. Ngày khánh thành nhà thờ tổ tráng lệ, uy nghiêm, nhiều khán giả lẫn giới truyền thông thở phào nhẹ nhõm vì danh hài sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Bởi sức khỏe của anh xuống dốc trầm trọng, anh hầu như không ăn uống được nhiều và mất ngủ kinh niên. Thế nhưng đâu ai ngờ, nam danh hài vẫn cày cực lực hơn. Đền thờ xây xong rồi nhưng cái hậu của nó còn chưa xong, tôi phải cày nữa để trả nợ chứ. Nếu những năm trước, khán giả thấy Hoài Linh phủ sóng trên truyền hình ở lĩnh vực TV show, thì năm nay anh sẽ xuất hiện thưa dần. Game show tôi cũng hết nhận lâu rồi, bây giờ tôi cũng đã ngồi ít lắm. Game show nhiều quá tôi cũng chóng mặt. Chỉ còn vài chương trình về cải lương hay nghệ thuật truyền thống tôi ngồi thôi, chứ hài tôi đã không nhận thêm nữa. Đó giờ tôi cũng rất ít ký hợp đồng trước. Cuộc đời tôi thường cũng chẳng ký hợp đồng gì, show diễn sát ngày mình mới biết được vì cũng phải xem sức khỏe mình như thế nào mới nhận lời tham gia. Tôi thấy hài mình cũng đi diễn suốt. Ngồi nhiều muốn sáng tạo thật lòng mà nói cũng không nghĩ ra được gì mới. Tôi muốn tham gia các chương trình thiên về nghệ thuật truyền thống để khích lệ các em. Thật lòng mà nói, nếu ai đó vào trường sân khấu điện ảnh đến khoa cải lương để xem các em học tập rồi luyện mới thấy thương. Bỏ thời gian ra học như vậy nhưng tương lai mù mịt. Cũng không biết học xong mình có ra làm nghề được hay không, hay suốt ngày chỉ diễn ở mấy cái quán nhậu. Tôi thấy thương lắm, nhưng tôi tin cải lương không bao giờ chết được. Nhà tôi có 6 thanh niên, buổi sáng tụi nó nghe nhạc underground, giật đùng đùng, tối vẫn nghe Tình Anh Bán Chiếu, dịu nhẹ, êm êm dễ ngủ. Gần đây, game show trên truyền hình nào liên quan đến cải lương, dân ca rating cũng cao. Tôi vẫn tin cải lương sẽ hồi sinh, không lâu đâu, mà ngay trong năm 2017-2018 thôi. Dù nhận được tình yêu thương rất mực từ công chúng và là danh hài số 1 tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại, nhưng đôi lúc Hoài Linh còn tự bất ngờ về mình, Hoài Linh tâm sự. Tới giờ này tôi đã nổi tiếng 20 mấy năm, nhưng nhiều khi giật mình tỉnh giấc, tôi không biết vì sao mình nổi tiếng. Tôi hoàn toàn không được học từ trường lớp chính quy chuyên nghiệp. Tôi nghĩ hơi tâm linh một chút xíu là cái nghề đã chọn mình. Khi nghề đã chọn mình, tôi quyết đuổi theo tới cùng. Tôi cảm ơn, tổ nghiệp đã cho tôi sự yêu thương của khán giả. Sĩ như cây chùm gửi, sống nhờ yêu thương của khán giả. Anh dành nhiều lời trăn trở và sự trân quý cho nghề nghiệp của mình. Nhiều khi tôi đi làm, tôi cũng bán mạng bán thân, nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ rằng bản thân nên nghỉ ngơi vì đó là đam mê. Tiền bạc ai không ham, nhưng cái đam mê còn ghê gớm kinh khủng hơn. Có thể tôi chỉ làm vài năm, tôi gửi tiền vào ngân hàng và sống được tới già. Giờ tôi cũng gần 50 tuổi rồi. Tôi cũng toàn ăn cá khô ăn mắm, chứ có ăn sơn hào hải vị gì, nhưng không thể nghỉ được. Khoảng thời gian tôi bị đau cột sống không diễn được, rồi phải vô nước biển thường xuyên. Tôi ngồi tự soi gương rồi lấy đồ ra tự đánh, tự vẽ, tự hóa trang cho khuôn mặt mình. Tôi tự soi mình trong gương và tự cười tự khóc một mình. Lạ lùng là tôi đi làm cực nhưng không bệnh, cứ ở nhà là bệnh. Nói về kế hoạch cho Tết Đinh Dậu, nam danh hài cho biết, Tết năm nay tôi không nhận show diễn, tôi cũng chỉ đi lên đi xuống đền thờ, làm vài việc ngày Tết vậy thôi. Tết tôi không kiêng kỵ điều gì, chỉ có những việc phải làm trong ngày Tết truyền thống thì mình vẫn giữ vậy. Hơn chục năm tôi ăn Tết ở quê nhà, kỷ niệm ngày Tết thì năm nào cũng kể. Tôi cũng không thấy mình có gì mới mẻ hơn. Cuộc đời tôi không bao giờ quên cái Tết lạnh tê tái kinh hoàng trong năm đầu tiên ở Mỹ. Kỷ niệm đó là nhớ nhất thôi, còn lại cũng chỉ là những hồi ức ngày bé. Bây giờ tụi nhỏ ngày nào cũng có thể mua quần áo mới, còn ngày xưa, một năm chỉ được may một cái áo mới để đi chơi Tết. Gần Tết là chuẩn bị đi hái đu đủ, cải về làm dưa món, đi rọc lá chuối bán cho người ta gói bánh tét. Mấy cái này bây giờ ở Việt Nam nhưng cũng không còn.